Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh youtube của đồng hồ Quang Lâm Ngày hôm nay thì bên em sẽ trên tay với các bác một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng lướt của thương hiệu Oresta Ở đây thì em sẽ có một chiếc uh, open heart để mi vàng và con này nó là hàng đã qua sử dụng rồi à, Về kèm thì các bác sẽ có đầy đủ hộp này ở Sổ hướng dẫn sử dụng Cái thẻ bảo hành này thì nó chưa vào thông tin gì các bác Đó, Và ở đây thì các bác sẽ có một cái uh, mắt thừa ba chiếc còn siêu với tắc mắc thì uh, còn nguyên ở trong cái hộp này Đây là một chiếc hàng đã qua sử dụng Con này có mã là REAT0004 Thì nó sẽ có cái màu là để mì vàng như thế này Còn tình trạng thì em có một chiếc hàng nó còn khoảng 90% về ngoại hình Đó. Trong cái quá trình sử dụng thì nó cũng đã có xước sát rồi Con này thì được trang bị mặt kính sapphire nguyên khối Thì cái mặt kính này nó chưa có xước các bạn nhé đó. Thung vào viền thì xước răm nhẹ rồi. Đó. Và dây bên này thì cũng đã có xước răm. Về các bác mà thích nó sạch hơn, sáng hơn, đẹp hơn thì các bác có thể mang ra tiệm họ spa qua cho một cái. Thì nó sẽ sạch đẹp. Còn bên em thì sẽ để mộc nguyên bản như thế này để các bác chơi nhé. Chiếc này thì nó sẽ giúp các bác tiết kiệm được đâu đấy khoảng tầm 3 đến 4 triệu so với việc mua mới. Đó. Con này thì hàng mới đồng hồ Quan Lâm đang bán với các bác nó khoảng loanh quanh hơn 8 triệu. Thì đây em có một chiếc hàng đã qua sử dụng. Còn khoảng 90% về ngoại hình. Đường kính sai mặt của nó là 39,4mm. Độ dày là 12,2mm. Lắc tu lắc em đo được ở đây nó là 46 Và nó có một cái lắc khá là cụp Đó, Dành cho những anh em có cổ tay từ khoảng 15 đến 17 Là chúng ta đeo rất vừa và đẹp trên này Mặt đeo màu trắng với vân chảy tia sunburst và các bác sẽ có bộ kim cọc ở trên chiếc này thì nó được mạng PVD màu vàng kim cọc mạng vàng sẽ có được là kim báo năng lượng ở trên góc 12 giờ này có logo của Oresta Automatic ở dưới góc 6 giờ và bên góc 9 giờ kia thì nó là u cửa sổ tim đó kim cọc ở trên này thì được hoàn thiện rất tốt và nó sẽ có dạ quang ở trên thân kim cũng như là đầu các cái chấm ở 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để cho chúng ta có thể dễ dàng sử dụng vào buổi tối. Dòng này thì dạ quang thoải mái để các bác dùng trên thân kim và các chấm ở đầu cọc. Con này thì được trang bị là mặt kính sapphire. Mặt kính sapphire các bác nhé. Bên hông thì sẽ có núm chỉnh giờ có logo của Oresta. Còn ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông số cơ bản như là độ chống nước 100m này. Thân thép không gì, kính sapphire, bản nổi địa nhật, made in Japan. Máy của nó là máy F6R4. À, bộ máy này thì sẽ có 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và chiếc này của em thì nó sẽ là 50 giờ tích cóp tối đa. À, sai số cơ bản của dòng này nó sẽ là cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày. À, thì nó sẽ như những chiếc này thì nó cứ loanh quanh khoảng 15 20 giây một ngày. Đó. Và nó tương đương với dòng 6R15 của Seiko. Đi kèm các bác sẽ có một bộ dây thép đúc đặc, đầu trên này nó sẽ có cỡ 20 và dưới khóa nó là cỡ 18. Đó, khóa thì có logo của Oresta và em sẽ lên thử ở trên tay 17. dây hiện tại của chiếc này thì nó đang đủ cho tay khoảng 16 và còn ba cái mắt thừa trong hộp đủ cho tay 19 Đó. bác nào mà đang thấy thích và quan tâm chiếc hàng lướt này thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm chiếc này hiện tại bên em đang có mức giá để các bác chơi là 4 triệu 950 nghìn các bác sẽ có kính sapphire chống nước 100m các bác nhé cơ tự động 50 giờ tích cót, có kim báo năng lượng Mã là 8581 giá là 4 triệu 950 nghìn Các bác đang quan tâm yêu thích trên này thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm Và các bác có thể đặt hàng ngay trực tiếp ở trên website đồng hồ com Hoặc là liên hệ đến bên em theo các đầu số như là 0834 này 69 6699 Hoặc số hotline 0915 559 883 Hoặc là số mới bổ sung ở bên dưới Và có thể qua trực tiếp tại địa chỉ 23 Nguyễn Công Hoan Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội để lên tay trực tiếp những mẫu đồng hồ này đồng hồ quan lâm nói thật giá thấp thì trên video như thế nào các bác nhận hàng đúng như vậy bên đây, em xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo